Lần đầu tiên bạn nói với cô bé rằng cô bé là người mạnh mẽ. Lần đầu tiên cô bé tin điều đó. Lần đầu tiên bạn nói, không, cậu ấy làm điều đó không phải vì cậu ấy thích bạn. Lần đầu tiên cô bé kể cho một người bạn. Lần đầu tiên bạn nói, bị đối xử thiếu tôn trọng không bao giờ là lỗi của bạn. Lần đầu tiên cô ấy lên tiếng. Lần đầu tiên họ gặp nhau, mỗi cuộc trò chuyện nhỏ của bạn đều giúp định hình họ. Trò chuyện về sự tôn trọng, sự bạo hành đối với phụ nữ, hãy chặn ngay từ đầu. Được Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diễn hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, dịch bệnh COVID-19 tại Úc Châu có thể nói vẫn đang tiếp tục trên đà giảm hạ. Đây là một cái dấu hiệu vô cùng tích cực. Tuy nhiên, nhân số tử vong như chúng tôi cũng nói, sau vài ngày giảm hạ thì ngày hôm nay nhân số tử vong có sự gia tăng. Trong khi đó, sinh hoạt chính trị quan tâm nhiều nhất là quyết định của tổng trưởng lý, có nghĩa là Solicitor General, về việc cựu Thủ tướng Scott Morrison đã bí mật tuyên thệ nhậm chức vụ của 5 vị bộ trưởng khác nhau trong nội các vào năm 2020 và năm 2021. Và vào thứ Hai vừa qua thì Thủ tướng của Đảng Lao động, có nghĩa là ông Albanese, đã đề nghị một cuộc điều tra độc lập để xem quyết định của cựu Thủ tướng Morrison về việc bí mật tuyên thệ nhậm chức như thế là có vi phạm pháp luật hay không. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có câu trả lời rất là cụ thể từ vị tổng trưởng lý, tức là luật sư của chính phủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vị tổng trưởng lý mang tên là Stephen Donaghy thì cũng cho rằng việc cựu thủ tướng Scott Morrison âm thầm tự đảm nhận thêm 5 chức bộ trưởng nữa là hoàn toàn hợp lệ theo cái chương mục 64 của Hiến pháp Úc Châu. Và việc làm của Tổng toàn quyền, tức là chứng thực các lời tuyên thệ nhậm chức của ông Morrison vào 5 vị trí bộ trưởng đó cũng hoàn toàn hợp pháp, bởi ông hành động theo đề nghị từ Thủ tướng và thường thì cũng không có quyền từ chối những cái đề nghị bổ nhiệm như vậy từ Thủ tướng. Và tiến sĩ Donaghy cũng nói rằng là theo quy định thì cả Quốc hội và công chúng cũng không thể bắt các bộ trưởng phải giải trình khi mà danh tính của những người chịu trách nhiệm không được công bố. Và kính thưa quý vị, tuy vậy theo các chuyên gia thì chắc chắn trong những ngày sắp tới, cá nhân của ông Morrison khi ngồi ở một cái đơn vị dân biểu thì không biết là có tiếp tục được an toàn hay không, hay là ông có tiếp tục không bị chỉ trích hay không, là bởi vì mặc dầu là về mặt pháp lý, việc bí mật tuyên thệ hoàn toàn không vi phạm bất cứ một vấn đề gì. Tuy nhiên trong nội bộ của Đảng Tự do, hay nói khác hơn là trong nội bộ của Liên đảng, nhiều cựu dân biểu và nhiều cựu bộ trưởng dưới thời chính phủ Morrison không hề hài lòng khi họ nhìn thấy ông Morrison vẫn ngồi ở hàng ghế sau. Dẫn đầu đó là cựu dân biểu và cũng là cựu bộ trưởng nội vụ là bà Karen Andrews, là nữ bộ trưởng duy nhất trong số 5 bộ trưởng mà ông Morrison đã tuyên thệ nhậm chức. Bà là người đầu tiên đã yêu cầu ông Morrison phải từ chức khỏi đơn vị Cook, và ngay sau đó thì một vài dân biểu khác trong hàng ngũ Đảng Tự do cũng có cái đề nghị tương tự. Và trong bối cảnh này thì chúng ta phải chờ xem
ông Morrison sẽ giải quyết như thế nào, là bởi vì nếu như mà sự hiện diện của ông sẽ là một cái tâm điểm cho những cái sự chỉ trích của đảng lao động, thì chắc chắn là ông cũng khó có thể tồn tại ở cái hàng ghế dân biểu. Mặc dù hiện nay là ông không có vai trò gì lớn lao, nhưng mà cái cơ hội cuối cùng, bởi vì mình phải còn giữ chức dân biểu của một đơn vị thì mới có thể tái ứng cử hoặc là tiếp tục sinh hoạt chính trị. Nhưng mà nếu từ chức hoàn toàn, không còn giữ chức dân biểu nữa, thì cuộc đời chính trị cũng coi như là chấm hết. Mà chấm hết như thế này đối với một cựu thủ tướng thì nó cũng hơi tiếc, phải không? Vâng, mà ông Morrison là còn cũng khá trẻ. Vâng, vâng, và nếu mà ông cứ tiếp tục giữ chức thì cũng có thể là sẽ tương lai còn rộng mở, cũng có thể lại trở lại vị trí thủ tướng trong những cái kỳ bầu cử sau này. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về đại dịch COVID-19 trên toàn Úc Châu thì như chị Kim Hoàng cũng đã nói lúc đầu là mặc dù cái nhân số nhiễm mới ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã giảm hạ rất nhiều, nhưng mà nhân số tử vong thì lại gia tăng trở lại. Cụ thể thì ngày hôm nay tiểu bang New South Wales thông báo có tới 32 trường hợp nữa tử vong do COVID-19, trong khi nhân số nhiễm mới chỉ là 5.567 trường hợp được báo cáo. Và nhân số nằm viện điều trị ở New South Wales vẫn ở dưới cái con số 2.000, là 1.928 trường hợp, với 49 trường hợp cần nằm điều trị trong phòng ICU. Ở tiểu bang Victoria thì ngày hôm nay cũng ghi nhận tới 25 trường hợp nữa tử vong do COVID-19, trong khi nhân số nhiễm mới chỉ là 3.638 trường hợp. Và ở Victoria cũng có cái số người điều trị trong bệnh viện giảm dưới mức 500 người, còn 433 trường hợp, và có 26 trường hợp cần nằm điều trị trong phòng ICU. Ở tiểu bang Queensland thì sau nhiều ngày không có ca tử vong thì hôm nay lại thông báo có tới 26 trường hợp nữa tử vong do COVID-19, trong khi nhân số nhiễm mới thì vẫn khá thấp là 2.782 trường hợp được ghi nhận. Và ở Queensland cũng đang có cái nhân số nằm viện điều trị do COVID-19 khá thấp là 411 người, trong số đó có 10 người đang nằm trong phòng ICU. Còn ở tiểu bang Nam Úc thì cũng tương tự, ngày hôm nay thông báo có tới 10 trường hợp nữa tử vong do COVID-19. Mặc dù nhân số nhiễm mới ở Nam Úc khá thấp, tức là dưới 1.000 ca, là 850 trường hợp. Và hiện nay ở Nam Úc cũng chỉ đang có 242 trường hợp cần điều trị trong bệnh viện sau khi nhiễm COVID-19. Trong số đó có 8 người đang nằm trong phòng ICU. Ở lãnh thổ thủ đô ACT thì ngày hôm nay rất may mắn là cũng không ghi nhận trường hợp nào tử vong. Và nhân số nhiễm mới cũng rất thấp, chỉ có 258 trường hợp được báo cáo. Và ở ACT cũng chỉ đang có 119 trường hợp cần nằm viện điều trị. Trong số đó chỉ có 2 người nằm trong phòng ICU. Và kính thưa quý vị, tương tự tình trạng tốt đẹp tại lãnh thổ thủ đô ACT, lãnh thổ Bắc Úc và tiểu bang Tasmania là tiểu bang nhỏ nhất Úc Châu. Ngày hôm nay cả hai nơi này đều không có ca tử vong nào vì COVID-19. Tasmania đã có 326 ca nhiễm mới, trong khi lãnh thổ Bắc Úc có 145 người. Và cuối cùng là tại tiểu bang Tây Úc, ngày hôm nay đã có 2 người tử vong. Tuy nhiên, nhân số nhiễm bệnh thì vẫn rất là thấp, là 1.772 người. Và một cách tổng quát trên toàn quốc Úc Châu ngày hôm nay, đã có 95 người tử vong vì COVID-19. Con số này chắc chắn là cao hơn rất nhiều so với chỉ có 10 trường hợp tử vong ngày hôm qua. Và nhân số tử vong đông đảo này vẫn thuộc về 3 tiểu bang lớn nhất, đó là Victoria, New South Wales và tiểu bang Queensland. Trong khi số ca nhiễm trong ngày Chủ nhật đã giảm xuống chỉ còn hơn 10.000 ca, ngày hôm qua thì còn hơn 11.000 ca, nhưng mà ngày hôm nay thì số ca nhiễm đã lên trên mức 16.000 ca. Và đó là những con số mặc dù nó gia tăng so với ngày Chủ nhật và ngày hôm qua thứ hai, nhưng so với vài tuần lễ trước đây thì con số 16.000 ca nhiễm này cũng không phải là nhiều. Và các chuyên gia cũng tạm hài lòng với kết quả hiện nay của dịch bệnh COVID-19 để mà các chuyên gia dịch tễ còn có thời gian đối phó với những dịch bệnh mới ngoài bệnh đậu mùa khỉ đang phát triển rất nhanh tại Úc, thì cũng lo lắng đến một vài loại vi khuẩn mới đã xuất hiện tại Ấn Độ, và không sớm thì muộn thì loại vi khuẩn này có tên gọi là tomato virus, có nghĩa là vi khuẩn cà chua, cũng sẽ xuất hiện tại Úc. Và đây là loại vi khuẩn sẽ tấn công vào thành phần trẻ em, đặc biệt là những trẻ em dưới 5 tuổi.
Vâng, trong khi đó thì thưa quý vị và các bạn, tại Sydney thì những ai mà đi làm hay là di chuyển bằng cái phương tiện tàu điện vào ngày hôm nay thì lại một lần nữa gặp rất nhiều khó khăn do các cái chuyến tàu bị trễ chuyến, bị chậm hay thậm chí một số tuyến đã bị hủy bỏ. Tất cả là do các cái cuộc đình công của nhân viên trong ngành đường sắt ở tiểu bang New South Wales để phản đối chính phủ, nên họ đã cắt giảm rất nhiều lịch trình chạy tàu trên 4 tuyến được cho là bận rộn nhất ở Sydney trong ngày hôm nay, trong khi sự gián đoạn trên nhiều tuyến khác khắp tiểu bang New South Wales cũng dự kiến là được kéo dài cả tuần. Cụ thể thì sẽ không có dịch vụ xe lửa nào hoạt động trên tuyến T5 nối Cumberland giữa Richmond và Leppington. Được biết, đây là những tuyến mà chạy qua rất nhiều khu vực có đông cộng đồng dân cư người Việt sinh sống. Và hành khách thường đi chuyến T5 cũng được khuyên là nên đổi ga tàu tại ga Granville. Trong khi các tuyến T1 đến bờ biển phía bắc của Sydney hay là tuyến chạy ở phía tây Sydney, tuyến đường T7 đi Olympic Park và T9 đi Norton cũng có lịch trình giảm rất nhiều giờ so với thường lệ. Và những người đi làm cũng đã bắt đầu trút sự phẫn nộ của họ trên các cái trang mạng xã hội khi các tuyến đi làm buổi sáng hiện nay đều trở nên bị rối loạn. Và kính thưa quý vị, như vậy là kể từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều ngày hôm nay đã có tổng cộng 180 khu vực bị ảnh hưởng vì những sự chậm trễ của các chuyến xe lửa. Và tất nhiên là cái vấn đề chậm không có xe lửa đã làm cho nhiều nhân viên họ sử dụng những loại phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đã phải chuyển sang lái xe. Và chính vì vậy mà hầu hết những con đường lớn nhỏ ở trung tâm thành phố Sydney ngày hôm nay đều rơi vào tình trạng hỗn loạn khi mà có quá nhiều xe di chuyển trên đường. Và tất nhiên là những người đã phải dự trù trước cả tiếng đồng hồ, họ vẫn bị chậm trễ như thường, cả bận đi lẫn bận về. Điều đáng nói là tình trạng như thế này sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt là vào ngày thứ năm tuần này. Và trong khi ngày hôm nay thì nghiệp đoàn họ cũng đã đưa ra một cái cảnh báo cuối cùng đối với chính quyền tiểu bang New South Wales. Nếu trong ngày mai thứ tư nghiệp đoàn đạt được thỏa thuận với chính phủ về những đòi hỏi về vấn đề an toàn trong việc sử dụng những cái toa xe lửa làm việc sản xuất tại Hàn Quốc, thì cuộc đình công của nhân viên xe lửa sẽ không diễn ra trong ngày thứ năm. Nhưng nếu ngày mai nghiệp đoàn không hài lòng với thỏa thuận mà chính phủ New South Wales đưa ra thì sự việc như ngày hôm nay sẽ tái diễn trở lại vào ngày thứ năm. Và tất nhiên là người dân Sydney sẽ lại càng giận dữ hơn nữa, là bởi vì gần như là họ đã quá sức chịu đựng của họ khi mà cứ vài ngày thì lại có một ngày họ bị trễ giờ làm việc. Và chính quyền New South Wales chắc chắn không muốn chuyện này xảy ra lâu dài, bởi vì tiểu bang New South Wales sẽ có bầu cử vào tháng 3. Nếu làm cử tri không hài lòng thì chắc chắn là chính quyền của thủ hiến Dominic Perrottet sẽ bị mất phiếu rất nhiều. Và vì vậy họ phải có một cái biện pháp để mà giải quyết. Vâng, có thể họ sẽ phải xuống nước trước cái yêu cầu của nghiệp đoàn xe lửa. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin nhắc lại những cái quý vị nào mà thường xuyên di chuyển bằng xe lửa thì khi vào ga qua những cái trạm táp thẻ OPPO để trừ điểm thì mặc dù là cửa vẫn mở để chúng ta ra vào thoải mái, nhưng mà việc táp thẻ chúng ta vẫn phải táp, và nếu không khi bị kiểm tra là vẫn sẽ bị phạt. Còn thưa quý vị và các bạn, trên đài ABC thì ngày hôm nay cũng đăng tải câu chuyện của một nhà hàng nhỏ đã phải đóng cửa do không chịu nổi cái chi phí nguyên vật liệu thực phẩm đầu vào gia tăng, cho thấy là việc giá cả gia tăng không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của những người dân có thu nhập thấp hay thu nhập trung bình, mà ảnh hưởng tới cả những cái doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Đó là một nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn của Italy, hoạt động được 10 năm nay ở phía tây thành phố Sydney. Và ông chủ đã làm việc trong ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn được 40 năm nay. Ông nói rằng cũng đã trải qua rất nhiều những cái giai đoạn khó khăn trong công việc kinh doanh của mình, bao gồm cả việc đóng cửa nhà hàng trong 2 năm đại dịch vừa qua do các cái biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, những chính sự cái gia tăng gần đây về chi phí nguyên liệu chế biến và tình trạng thiếu nhân viên đã khiến ông phải quyết định đóng cửa nhà hàng, và nhà hàng sẽ phục vụ món mì ý cuối cùng của mình vào Chủ nhật tới. Lý do là các nguyên liệu quan trọng cho ẩm thực Ý bao gồm cà chua, dầu ô liu và bí xanh đều đã tăng giá gấp 4 lần so với mức thông thường. Do vậy, cái chi phí đơn đặt hàng thực phẩm của nhà hàng này cũng đã tăng từ mức $3,000 mỗi tuần lên tới $9,000 mỗi tuần.
Và ông thừa nhận với giá cả gia tăng như vậy thì rất ít nhà hàng có thể kiếm lời được trong cái thời kỳ gia tăng giá cả hiện nay. Và kính thưa quý vị, câu chuyện như vậy không phải hiếm, bởi vì ngoài nhà hàng Ý Pepper Deli ở khu vực Harbourfield này tuyên bố đóng cửa vào Chủ nhật, còn có rất nhiều những cái cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh như là Fish and Chip ở khu vực biển nổi tiếng Manly cũng tuyên bố sẽ đóng cửa sau 28 năm hoạt động. Tất cả cũng cùng một lý do là giá cả nhiên liệu đã gia tăng quá nhiều cùng với sự khan hiếm lao động. Và hiện nay, đối với Fish and Chip thì giá dầu gia tăng cũng là một cái sự cản trở rất là lớn. Và không những cái nhà hàng tư nhân nhỏ lẻ đã rơi vào tình trạng đóng cửa và tăng giá, mà chúng ta thấy những cái chuỗi nhà hàng hoặc là những cái chuỗi thức ăn nhanh cũng đã có sự tăng giá của mình. Đặc biệt gây chú ý nhiều nhất đó là việc thông báo gia tăng giá một ly cà phê của chuỗi những cái trạm dịch vụ gọi là 7-Eleven, mà trên toàn quốc Úc Châu hiện nay đang có tổng cộng là 750 cửa hàng hoặc là những cái trạm dịch vụ như thế này tại hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ. Và cái icon, mà có nghĩa là một trong những cái điểm nhấn của cái chuỗi 7-Eleven, đó là khi chúng ta vào đổ xăng, chúng ta có thể mua được một ly cà phê rất là ngon với cái giá rất là rẻ là $1. Và việc $1 cho ly cà phê này đã được thực hiện từ năm 2009, có nghĩa là từ 13 năm trước đây. Tuy nhiên, bởi vì giá cả cà phê đã gia tăng quá nhiều và cho đến thời điểm này thì 7-Eleven không thể tiếp tục bán một cốc cà phê với giá $1. Vì vậy, kể từ ngày 4 tháng 10 sắp tới, giá của những cái cốc cà phê này sẽ gia tăng thành $2 hoặc $3. Ngoài ra, với những cái ly siro đá bào mà trẻ em rất là thích thì cũng sẽ tăng giá. Tuy nhiên, 7-Eleven cũng khuyến khích những ai muốn tiết kiệm tiền thì có thể đem theo những cái cup để mua cà phê. Và trong một trường hợp này thì mọi người có thể tiết kiệm được 50 cent. Vâng, điều đó cũng cho thấy là cái chi phí nhà hàng mà để chi ra để mua cho một cái cup cà phê bán $1 là lên tới 50 cent với một cái cup giấy đó. Vâng. Cho nên là hoàn toàn là có lợi được. Đã đôi đường. Vâng. Người mua thì sẽ được mua cái cốc cà phê nó rẻ hơn. Vâng. Không cần phải trả $2, trả 1 đồng 50 cent thôi. Vâng. Nhưng phải có cái cup riêng của mình. Vâng. Có nghĩa là mình tái sử dụng lại cái cup đó được. Và chúng ta cũng thông cảm hơn với việc mà cửa hàng lại tăng giá một ly cà phê rất rẻ như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn chúng ta cũng đã biết là đại dịch COVID-19 cũng đã làm thay đổi rất nhiều thói quen trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là cái thói quen mà thích làm việc ở nhà hơn, tức là làm việc từ xa. Và mặc dù hiện nay thì cũng không còn bất cứ hạn chế nào về đại dịch, nhưng mà cái số người trở lại văn phòng làm việc ở Úc Châu thì lại là rất thấp. Tuy nhiên, cái không gian làm việc tại nhà thì lại không đủ tiêu chuẩn như ở văn phòng. Nên có một điều mà cũng lẽ ít ai biết đến, đó là đang ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người. Một nghiên cứu mới cho thấy thì hơn 40% người Úc làm việc tại nhà là không có cái không gian làm việc phù hợp hoặc những cái thiết bị thích hợp. Và điều này dẫn đến việc ngày càng có nhiều người bị những chấn thương về cơ thể liên quan đến công việc. Nghiên cứu này là từ Hiệp hội các bác sĩ trị liệu về xương khớp ở Úc đã đưa ra một cái cảnh báo về sức khỏe, kêu gọi người lao động cần điều chỉnh không gian làm việc tại nhà sao cho phù hợp để tránh bất cứ tổn thương nào. Nghiên cứu được thực hiện khi mà các bác sĩ chỉnh hình trên khắp Úc Châu đã cảnh báo về một sự gia tăng bất thường số người bị chấn thương cột sống, mà nguyên nhân chủ yếu là do cái tư thế ngồi làm việc hàng ngày không đúng quy cách. Các bác sĩ chỉnh hình cho biết là hiện nay có rất nhiều người Úc chọn làm việc tại nhà, nhưng việc sử dụng máy tính tại nhà lại không đúng cách, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cột sống và cả sức khỏe tổng thể. Trong số 1.000 người làm việc tại nhà được hiệp hội này hỏi thì có tới 33% làm việc là trên bàn ăn, 16% làm việc là sử dụng giường và 15% sử dụng ghế sofa làm nơi làm việc. Vâng, và đó là lý do vì sao mà bệnh nhân bị đau xương khớp gia tăng một cách đột biến ở mức là đến 70% cao hơn so với những cái thời điểm tiền đại dịch COVID-19. Và tin từ tiểu bang Tây Úc, kính thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi đã loan báo là tiểu bang Tây Úc đã nới lỏng rất nhiều các chương trình dành cho người nước ngoài đến Tây Úc làm việc, kể cả cái vấn đề miễn lệ phí xin visa hoặc những cái thủ tục đảm bảo tài chính và kể cả trình độ tiếng Anh cũng hạ thấp hơn. Hôm nay thì Tây Úc lại đi thêm một bước mới nữa, đó là Tây Úc đã đưa ra một cái kế hoạch để mà tuyển chọn những người lao động
hoặc là đến từ các tiểu bang miền đông như là Victoria, như là New South Wales hoặc Queensland, hoặc đến từ New Zealand. Và thủ hiến McGowan dự trù sẽ chi tiêu 4 triệu 400 ngàn đô la cho chương trình này, với hy vọng là có thể kiếm được khoảng 15 ngàn lao động để lắp vào những cái vị trí đang bị bỏ trống tại tiểu bang Tây Úc. Điều này cho thấy một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, không những là nước Úc cần phải cạnh tranh với các quốc gia khác để thu hút nhân công tay nghề, mà ngay trong nội địa nước Úc giữa các tiểu bang với nhau hiện nay cũng đang có một cái sự cạnh tranh rất là ráo riết. Tiểu bang nào cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân công, và chính quyền của mỗi một tiểu bang đang có những cái chương trình để mà giúp đỡ những người mới định cư, với hy vọng là người mới sẽ chọn định cư tại Tây Úc trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là lĩnh vực du lịch của Tây Úc đã phát triển rất là mạnh, và đây là một cái lĩnh vực mà hầu như nhân công không hề có, bởi vì Tây Úc đã đóng cửa liên tục trong gần 2 năm đại dịch vừa qua. Vâng, còn về tiêu dùng thì thưa quý vị và các bạn, hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin là loại rau xà lách Úc thì sau khi lên giá tới 12 đô la mỗi cây thì ngày hôm qua cũng đã giảm trở lại mức cũ, còn là khoảng 2 đô la rưỡi một cây. Nhưng tin vui hơn hôm nay là cũng có tới 400 mặt hàng thiết yếu hàng ngày cũng sẽ được giảm giá tại hệ thống siêu thị của Woolworths để giúp giảm bớt cái áp lực cho khách hàng với cái chi phí gia tăng sinh hoạt kéo dài hiện nay. Các mặt hàng được giảm giá là từ thịt, sữa và bánh mì cho đến nước trái cây hay các mặt hàng thiết yếu khác. Trong đó, trà, cà phê, sữa chua hay phô mát và đồ ăn có sẵn là những mặt hàng được giảm giá nhiều nhất, với giá một hộp cơm trưa và các sản phẩm tẩy rửa cũng đã được siêu thị điều chỉnh xuống mức thấp. Giá rẻ cũng sẽ có trên mạng cho những người đặt hàng online hay những người đến mua tại cửa hàng trong suốt mùa xuân, tức là có hiệu lực từ thứ Tư ngày 24 tháng 8 cho đến ngày 29 tháng 11 năm nay. Kính thưa quý vị khán giả, cái thời gian mà Woolworths cho rằng là cái sẽ bán những cái loại sản phẩm với mức giá ưu đãi, nó không bao gồm lễ Giáng sinh, là mùa cao điểm của những người đi mua sắm. Và chúng ta thấy rõ ràng đây là cái sự tính toán của siêu thị Woolworths, họ chỉ câu khách cho tới cuối tháng 11 mà thôi. Trong tháng 12, nhà nào cũng có tiệc, nhà nào cũng cần phải đi siêu thị thì cái mức giá sẽ trở lại bình thường. Và nối gót siêu thị Woolworths, siêu thị Coles ngày hôm qua cũng đã loan báo có thêm hàng trăm mặt hàng sẽ được giảm giá trong cùng một thời gian. Nói một cách tổng quát thì sau khi chúng ta đã chi tiêu rất nhiều trong cái vấn đề đi mua sắm thực phẩm mỗi một ngày, thì trong những tuần lễ kế tiếp chúng ta có thể một phần nào tiết kiệm bởi vì sự giảm giá của hai đại siêu thị lớn nhất nước Úc này. Và cái phương châm của hai siêu thị này thì cho biết là họ muốn giúp đỡ những cư dân Úc vốn đã gặp khó khăn nhiều bởi vì đời sống đắt đỏ sẽ có được những cái tuần lễ thảnh thơi hơn trước khi chúng ta chi tiêu mạnh tay vào dịp Giáng sinh sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoài xin trân trọng kính chào.